Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phong sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng mọi người nhé. Với diện tích là 600 m² mọi người. Đây, mọi người thấy không? Khu vực chúng ta dân cư ở khá là đông mọi người nhé. Đây, lô đất hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người tham khảo. Đây mọi người. Với mặt tiền 10 m mọi người nhé. Đây, từ ranh giới thì rõ ràng rồi mọi người. Từ phía cột điện này mọi người. Cái phía bên này mọi người nhé. Đây, là 10 m mặt tiền. Và sản xuất dưới là 60 m mọi người nhé, tổng diện tích là 600 m², sản là 100 m² thổ cư, là 150 m² thổ cư mọi người nhé. Đấy, nằm cách đường Phùng Hưng chỉ có 50 m mọi người nhé, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ có 5 phút đi xe thôi, rất là gần luôn. Và cách quốc lộ 20 chỉ có 4 cây thôi mọi người. Đấy, trong khu vực chúng ta bán kính 5 phút đi xe đầy đủ tiện ích mọi người nhé. Và lô đất chúng ta thì bằng phẳng, thế đất rất là đẹp luôn. Đất này thì phù hợp anh chị làm homestay nghỉ dưỡng này, hoặc là anh chị đầu tư hoặc là định cư lâu dài cũng rất là phù hợp nha mọi người nhé. Đấy, là chúng ta thì nhằm giặt ranh phường Lộc Tiến và xã Lộc Tân rồi. Đấy, một vị trí rất là đẹp. Đấy, anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu lô đất này á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Hùng Bảo phía dưới nhé, 0379 413 195, hoặc em Hùng Bảo Lộc xem được thực tế mọi người nhé. À, và em xin báo giá luôn, giá lô đất này thì có hiện tại chỉ còn 1.7 tỷ thôi mọi người nhé. Cách đây 3 tháng chủ bán 2.8 tỷ lận mọi người. Đấy, giờ chỉ còn 1.7 tỷ thôi, giá khá là tốt mọi người nhé. Anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu thì nhanh tay liên hệ của em nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau ạ.